quay đây này. Tôi dùng Galaxy mà mấy lần quay toàn bị lỗi. Xin chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang đứng tại sân trường trung học cơ sở xã Thành Minh của huyện Thanh Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thì hiện tại chúng tôi đang đứng tại sân vận động, sẽ là nơi tổ chức mà diễn ra giải bóng đá mini nhỏ cho các em. Các bạn thấy đấy, hai con gôn chúng ta đây. Hai con mai này. Dạ vâng, được sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương. Thì năm nay thì chúng ta sẽ tổ chức giải bóng đá tại sân vận động này. Và chúng tôi là những ban tổ chức, thì đây là hậu thuẫn của các bạn. Tên là sân đất thôi. Vâng, sân đất thì tình cảm là giao lưu anh em là chính. Nhưng mà may mắn là sân đất không có sỏ, toàn đất. Địa phương xã Thành Minh là một địa phương mà rất nổi tiếng với rất mạnh về mảng bóng chuyền. Và các bạn đến đấy, bất cứ một cơ sở nào của cơ sở công đều có những cái sân bóng chuyền được lập lên. Và vâng, đây trường học cũng không là một ngoại lệ.